Em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cưa lại với em một bức luôn. Đâu có cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược rồi. Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Trời ơi, cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày đó là ba em không đến đón được. Anh này tự nhiên xung phong chở em về. Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu cho em cuối xe. Cái lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Cái ảnh sau lưng mình nó sát khí nhiều quá, nó lộn nón là đập vào đầu mình cái. Không biết sao. Mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giận. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ anh ơi anh bỏ em đi. Anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận rồi anh bị gì em cũng chịu trách nhiệm được đâu. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống mình điên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia, tự những con là tự tưởng tượng ra nha. Là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn. Tên là Toàn, đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty. Trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm. Đã từng chửi và đánh nhau luôn. Trời. Làm cùng công ty mà em là làm bộ phận bán hàng thì ảnh này lại là quản lý kho. Không biết sao ngay từ đầu gặp mình là ảnh ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn. Em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cưa lại với em một bức luôn. Còn quất cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược đâu. Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Dạ. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi, tóc nhuộm, áo quần trang phục thì nó hơi thoáng mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc sóc cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau, ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được. Anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hàng nhiều quá rồi thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này để chở về. Dạ. Em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe em cuối xe. Cái lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Cái ở sau lưng mình á sát khí nhiều quá, nó lộn nón là đập vô đầu mình cái. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Thay vì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn. Y chang mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này. Tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á. Cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ. Thì một thời gian đầu là chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng dậy anh chạy xuống nhà em đón em đi làm. Ở đâu lận? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư, cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa là đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình. Tao chở mày đi đó nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa. Mày tranh thủ rồi về. Em hứa một tiếng thôi, một tiếng rưỡi vậy hả? Là em đi lên đem hoa, đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi. Dạ quên luôn, cái anh shipper đang ngồi chờ với cục hàng. Thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình mà anh không dám về. Em sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai? Mà cũng không dám gọi luôn nữa, sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm Bồ Tát dữ không biết nữa hả? Mà đứng nói chuyện đến 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả? Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ ghen cái này cũng hơi bệnh luôn. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho phòng kinh doanh mà anh. Anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn, anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Thì kêu em là em đang nhắn tin với ai, em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói đâu cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn nó đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với anh luôn. Xong mà tới lúc anh tức quá rồi ấm ức mà nói cục mình á, anh bị hạ canxi run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run xong ngất xỉu. Trời. Em tưởng dở, em tưởng ảnh giỡn, em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô từ hành lang lôi vô văn phòng, cỡ nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Nhưng mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giận. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi, anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu. Em rồi sợ xỉu nữa không?
Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại, nói là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện, em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được, chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh chịu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới vậy? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa, rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau, chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp dạ, về phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý, tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu, thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê, mà trong khi mẹ em ở trên này, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng, tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi, phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ lấy chồng ở dưới đó con một á, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất, rồi mẹ ở đây không biết như thế nào, là cái trăn trở đầu tiên của em là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau đó là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển, mà bây giờ mình về quê có quá nhiều sự thay đổi, mình không biết là mình sẽ tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá, dạ mình tự em tưởng tượng ra những áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng dạ, không? Người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động, xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy ổn chắc, vậy chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa, kêu vợ dậy mà phải kêu trường hao á, là 7:30 đi làm phải kêu từ 6:30, chỉ lăn qua lăn lại trảo cho đều. Cái những ngày thứ hai cũng liên quan tới ngủ là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn, tại giận. Như vậy là không phải ngủ mà là ghen mộng, không phải là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Ghen thì thôi, cái đó cũng thì thú vị đúng không? Đúng không? Cũng dạ. Thú vị. Rồi tới em đó là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ở là được rồi. Cái này ở cũng dẫn mặt người ta ở liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ở á. Em hả? Anh em mặt mà anh bầm đỏ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi, mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm, nhưng mà ảnh nói né đường nào được mà né. Xong một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt của em không biết giấu đi đâu luôn. Muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ông cho nhanh luôn á. Trời. Rồi còn gì nữa? Thì anh đã nói là bất cứ đâu anh đi tới đâu hoặc anh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái tự do, em muốn là em không cảm thấy đó là một điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ anh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời dạ rồi. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh á, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ hả? Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Xin chào. Em tên là Cường. Năm nay em 33 tuổi, em nghiệp vụ em tài xế, lái xe. Dạ Cường, giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chào anh Quốc Hận. Rồi, trước cô mà chào anh rồi sao? Bây giờ mình giả bộ đi, mình giả bộ một chú chị đi. Anh chị, dạ. Anh chị đi. Em là tên là Trần Phương Thúy, năm nay em 21 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh. 21 tuổi, này 33 tuổi, lớn nhỏ nhau là? 12 tuổi. Hai chồng quen nhau lâu chưa? Dạ, quen được 2 năm mấy. Rồi cưới dạ. Nhau lâu chưa? Cưới nhau được khoảng 7 tháng.
7 tháng. Quá son rồi. Trời ơi, như vậy là lúc mà Cường gặp Thúy, Cường có cảm giác giống như là đi cua một đứa nít không? Lúc mà quen thì không có nghĩ gì, nhưng mà cũng bị mấy ông bạn chọc hoài. Bạn chọc gì? Thì bạn bè cũng chọc trâu già cầm quả non. 33 tuổi là trâu già. Vậy là đố kỵ ganh ghét rồi chứ ở đâu. Nhìn hai đứa cũng đâu có chênh nhau nhiều đâu, chỉ có tuổi thôi. Ủa Thúy, mà lần đầu tiên Thúy gặp cái ông Cường này, Thúy thấy ông sao Thúy? Người ta ai cũng phụ em á, giao hàng qua là người ta phải phụ. Mà anh không phụ, anh ngồi anh bấm điện thoại hoài à. Bấm điện thoại mà không ngó ngàng tới mình, ghét quá mình chọc ổng luôn. Chọc sao? Dạ. Chọc sao đâu? Mới đầu thì ổng không thèm xin điện thoại luôn. Cái người sinh là cái anh đi chung với ảnh sinh, cái anh kia chọc em trước, cái bữa sau biết sao hàng có vấn đề gì, anh điện em tưởng ông chọc em, em nói ông này vậy là ông có đí mình rồi, cái xong rồi em tiến hành em cua luôn. Tự suy nghĩ xong tự quyết định cua luôn. Lúc đó em biết tuổi anh chưa? Dạ chưa. Lần đầu á là ảnh hẹn đi chơi, cái em nói là em không đi, cái ảnh nói em không đi anh cũng qua nữa. Cái mình nghe mình thấy mình cũng tò mò quá, tại mới vừa đi làm không biết ai á, rồi cái tự thấy hẹn hò cái ham hố. Cái hồi cái ảnh nói anh tới rồi, cái vòng vòng cái ảnh thuyết phục sao cái đi Đài Nam chơi với ảnh luôn. Đi Đài Nam luôn á hả? Đài Nam luôn. Dạ mà lúc đi thì mắc cười lắm, ảnh mặc đồ quê ở là quê luôn, như là ông già vậy á. Còn nhìn là có ham hố nữa không? Dạ thấy ngại quá rồi mình cái gán đi. Lúc mà đi cái ảnh không có nói gì á, ảnh hiền khô, ảnh ngồi ảnh im lì mà toàn là mình hỏi không à, mình chủ động hết. Vô Đài Nam xong cái em thấy mấy cái quà lưu niệm á, cái em hỏi ảnh anh tưởng con gì vậy để em mua quà lưu niệm cho, cái anh nói anh tưởng con heo, cái em nói là ủa chứ không lẽ anh bằng tuổi em. Anh mới nói không anh 30 rồi, cái em mới giật mình, anh nói hả một con giáp, cũng thấy sợ nhưng mà thấy người hiền hiền cái muốn quen. Hiền hiền nên ham hố dạ, luôn. Dạ. Cái em giả bộ vậy hỏi nữa, anh có thuốc không vậy, anh có uống rượu không đó, cái anh nói là anh không uống thuốc, cái là thấy vui hết rồi, cái anh nói anh uống rượu nhưng mà uống ít lắm là mình thấy mình cũng ham luôn, tại vì ham luôn. Tại vì mỗi lần uống rượu về vợ phái hơn. Phái gì? Chiều vợ nhiều hơn. Việc gì cũng làm hết. Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi không, vợ muốn cái gì là làm hết đúng không? Rồi kể từ đó là mình tất cả cái gì cũng chủ động hết. Dạ, có rồi. Chủ động nắm tay không? Dạ có luôn. Trời có luôn. Có chủ động hôn không? Dạ có luôn. Có rồi. Cái đêm tân hôn có chủ động cái không? Cái đêm tân hôn có chủ động không? Dạ không, không biết gì hết. Ảnh tự chủ động. Ảnh tự chủ động. Cái gì cũng chủ động nhưng mà đêm tân hôn là thụ động. Dạ. Có gì cũng được. Ủa rồi bây giờ ai là người nói tiếng yêu đầu tiên? Dạ là em luôn. Em luôn. Tại ổng không biết nói gì hết á, ổng cứ im im, cái gì em cũng im hết á. Ổng đi với mình mà giống như là hai người xa lạ vậy, cái gì mình không có chủ động. Vậy á. Vợ có hỏi là tại sao từ lúc quen giờ anh không nói gì hết. Nói thì chính vậy, anh không nói giờ anh mới quen được em đó. Chính là nói nhiều là mình quen trước những cô khác rồi. Nhưng mà em thì sao, em có cảm thấy là hạnh phúc chứ, bởi vì là quen được mỗi người. Sau khi mà quen được vợ thì cảm thấy tự hào lắm, cảm giác như là mình thấy giờ tự nhiên mình có một người bạn gái trẻ tuổi hơn mình rất là nhiều nữa. Tự tin nè, tự hào nè, tự nhiên thấy mình lên giá liền đúng không? Bạn bè cũng hay nói trước là trâu già cầm quả non, nhưng mà sau thì nói lại sao mà hay quá. Trâu già quá. Con trâu này nó hay quá. Nhưng mà nè, vợ em cái tính tình của con nít có ghen tuông rồi có nhõng nhẽo mà theo kiểu con nít không? Cưới về vợ vẫn còn con nít, cũng chỉ vợ nhiều lắm mà, nhưng mà cái tính nó chưa bỏ được hết. Nhưng mà vợ em con nít làm sao chứ, nãy giờ thấy vợ em thấy cũng điềm đạm quá chứ hả? Cái tính của em á không thích lãng mạn, chắc vợ thích lãng mạn rất là nhiều. Nhưng mà mình không được những cái chuyện đó thì vợ nó hay trách móc rồi giận tới giận lui rồi cũng nhiều lần lắm rồi. Từ trước đến giờ ảnh có tỏ một cái hành động gì đó lãng mạn với em không? Dạ không, anh không biết làm gì hết á, ảnh làm gì mình dù lãng mạn cái nào mà nhìn cũng không lãng mạn được hết á. Dù lãng mạn cái nào nhìn thấy lãng xẹt. Dạ đúng rồi. Tại vì nhiều khi mình cũng muốn chiều vợ mình lãng mạn chút xíu, mình cũng như người ta chở vợ đi vòng vòng bờ sông hay đi uống cà phê thì vợ nói nhìn người ta sao lãng mạn quá, còn hai vợ chồng mình không có gì hết. Nên nói thì em nhìn người ta em thấy lãng mạn chứ còn người ta nhìn mình người ta thấy lãng mạn là sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Như này nè, em thích lãng mạn này chắc là do em coi trên phim ảnh rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy có khi nào mà em coi trên phim ảnh em thấy một hành động lãng mạn và em bắt chồng em làm giống chàng không? Dạ có. Dạ nhầm khi thấy tao đi trên đường cái thấy tao hung cái mình nói chồng ơi sao chồng không có làm giống vậy. Cái chồng nói bất cỡ. Tự nhiên mà tao nhắm nhưng mà hung. Ví dụ như giờ em rủ chồng đi coi phim thì chồng có đi không? Chồng lại nói là đi coi phim tốn tiền lắm, lãng phí nữa, ở nhà bắt tivi lên coi là tốt rồi. Rồi có đi cà phê được không? Dạ không luôn. Không luôn. Đi cà phê anh còn nói ngược hơn, anh nói là để anh gọi cà phê cho em uống. Trời ơi. Vợ em giận nít đúng không? Vậy vợ em ở nhà đôi khi có coi phim về nhà còn bắt chước, ví dụ như là về nhà mặc những cái bộ đồ sexy chút xíu để mà cho chồng mình ngắm, có không? Dạ có. Ở chồng đã, chồng đã, chồng thích không? Dạ. Chồng có lơ, chồng ngồi chơi game bình thường. Trời ơi. Kỳ vậy. Dạ. Anh ơi,
anh không thích những người như vậy đâu, anh không thích những người con gái đó đâu, em đừng có lo. Rồi anh, xong mắc người... pyjama. Dạ. Ghét em mặc đồ bình thường ngủ luôn. Ghét sao vậy? Dạ. Em thích tại vì cái tính của em thì lại không thích như vậy. Thấy vợ như vậy thì càng thấy bực bội thêm thôi. Tại cũng đang trong lúc chơi game nữa. À, cũng đang tập trung trong game. Dạ, chồng em nghiện game lắm. Lúc đó thì nó đang vô cái cơ. Ủa nhưng mà chơi game đổi chuyện kia làm sao? Dạ. Có bỏ game không? Không, dạ, cái chuyện đó đâu có bỏ được đâu. Thì cũng chơi game chúng cũng khoảng 8-9 giờ đi ngủ rồi. Cái gì? Tại em ép không à. Ép là ép làm sao? Dạ, có nghĩa là anh chơi game cái mình gán mình đợi, đợi được cái mình ngủ quên, cái tối giữa đêm mình tự thức mình khều khều ổng. Ổng không có để ý. À, lúc nào ổng có chủ động á phải không? Dạ. Nhưng mà mỗi lần như vậy em có bực bội không? Dạ có. Thì thấy mình về mình làm nguyên một ngày gì mệt, mình muốn chồng mình tâm sự với mình một chút. Mà không được, lúc nào cũng vậy, chồng mình về là tắm là 1 tiếng rồi. Mà thường là về là 6 giờ rồi. Anh tắm 1 tiếng đó là 7 giờ. 7 giờ lúc đó mình nấu cơm cho anh dọn ra sẵn, chứ mình làm hết sẵn cho anh rồi. Anh ra hai chồng ăn xong cái vô anh chơi game là anh ngủ. Vậy thì mình thấy mình cũng tuổi. Nhằm khi mình cũng buồn, mình muốn người chia sẻ không có. Rồi, bây giờ mong muốn xã này đổi điều gì? Mong thì mong nhất là chồng về là nên chia sẻ những điều mà đi làm hàng ngày với vợ. Rồi về đừng có chơi game nhiều quá. Rồi hai người có em bé chưa? Dạ chưa. Chị thấy như vậy nè, cái tuổi tác nó bị chênh lệch nhau nhiều. Thành ra là hai cái suy nghĩ á, nó cũng sẽ có những cái mà nó chưa thể đồng nhất với nhau được. Mà Cường biết không, thường là như vậy nè, những ông chồng mà lấy những cô vợ nhỏ tuổi hơn á, thay vì như bình thường em đưa ra một phần công lực của em thôi, thì bây giờ em phải đưa ra tới 2-3 phần công lực. Tại vì sao, vợ em còn nhỏ thì là em phải định hướng, tức là em phải dạy dỗ vợ em luôn đó. Có những ông chồng á là dạy vợ quán xuyến gia đình nè, chi tiêu nè, dọn dẹp nè, nấu nướng rồi đủ thứ hết trơn á, chứ không phải là đơn giản là chỉ về rồi em chơi game là đủ đâu, không phải đâu đó. Cho nên thành ra chị thấy nè, bây giờ mới có 7 tháng thôi đúng không? Dạ. Thì bây giờ em nên dành một cái thời gian sau giờ cơm ha, tắm thì 1 tiếng đồng hồ thôi, bây giờ bớt xuống đi cỡ chừng 40 phút thôi, thì là để dành lại cái 20 phút đó cho cái bữa cơm. Trong lúc vợ em nấu cơm nấu nước dọn dẹp, em phải để mắt nữa định lượng coi giờ cơm nước vậy là được chưa, rồi sau đó phụ vợ rửa chén, phụ vợ dọn dẹp đi, trong lúc phụ là chỉ bảo luôn. Dạ. Rồi sau đó bỏ cái vụ game đi, hai chồng bắt đầu có những cái phút mà gọi là lãng mạn, hai người cùng coi chung một bộ phim, rồi sau đó muốn làm gì đó làm đi. Rồi á là trong quá trình đó chắc chắn là sẽ phải có em bé thôi đó. Tại vì mặn nồng quá mà, lãng mạn quá mà, thì sẽ quá. Có em bé. Thì đây là mình đang một công đôi chuyện, có nghĩa là cho tới lúc vợ em sanh em bé thì vợ em đủ những cái hành trang để có thể là quán xuyến trong cái gia đình nhỏ của mình rồi. Dạ. Ừ. Rồi chúc cho hai em như những gì mà chị Hồng Vân vừa khuyên bảo, bớt cái game đi, tối coi phim và mau chóng có em bé ra đời nha. Dạ. Rồi chúc cảm ơn chồng. Chị Vân, cảm ơn anh. Rồi em xin giới thiệu, em là Lưu Quý Hương. Hiện nay thì em công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC ca sĩ, và em có công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi, và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng trong giấc mơ của anh ấy. Vừa xúc động và vừa ấm áp là bởi vì rất là cảm ơn em đã yêu thích chương trình Vợ Chồng Son, và ngày hôm nay em biết cái cảm giác em như thế nào khi mà em đã ngồi được trên chiếc ghế của chương trình này. Dạ. Trước tiên em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Thật ra là em cũng đang rất là hồi hộp vì em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son, em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi này, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm nữa. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Thì khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Chồng Son. Em xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị rất là dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em thích chị hơn hay là thích anh Bin hơn? Dạ em rất thích anh nhưng em thích chị nhất. Đó, hay quá. Đó. Người thích người ta trả lời như vậy đó. Đúng, nó phải thẳng thắn như vậy. Mà đàn ông người ta trả lời như vậy đó. Đúng vậy. Em phải thích chị Hồng hơn nhất. Nghe chưa? Đó. Phải là nhất anh nhỉ. Em ở Đức nhưng mà là hiện tại ở là em đang về Việt Nam em công tác hay sao? Dạ em hiện đang ở thành phố Munich ạ. Và Munich dạ hiện tại Munich là Bayern Munich. Munich đúng rồi. Nó có một cái tên Munich hay nó còn tên gì nữa ta? München. München đúng không? Đó, rất là bóng. Bayern Munich. Em ơi đẹp lắm, chị có tới đó rồi. Dạ. Tại vì chị ai diễn bên đó lắm. Ừ. Dạ. Mà hồi đó cơ. Lâu lắm rồi chưa được đi châu Âu đó. Sắp mở cửa đi được hết rồi. Nha. Rồi. Ủa nhưng mà nè, em về đây là em công tác hay là như thế nào? Thì đợt mà em về công tác thì là cái đợt mà em quen vợ em, còn hiện tại là em về là em lấy phép của công ty, ngày nghỉ phép của năm 2022 để em về em làm giấy tờ đưa vợ con em sang bên Đức. À, và vì sao em lại đến với chương trình Vợ Chồng Son này? Vì
em cũng nghe nhiều câu chuyện tình yêu, cũng xem được nhiều câu chuyện tình yêu của chương trình và em cũng muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của riêng bọn em. Hai bạn nhỏ em đúng không? Cô Hương ơi, vậy là bây giờ lần này em có đi sau đây là em có đi với chồng luôn không, hay là lại yêu xa một thời gian nữa rồi mới đi? Em vẫn còn phải chờ giấy tờ, bởi vì giấy tờ còn rất là nhiều những thủ tục vì em lại là mẹ đơn thân. Xong rồi em cũng còn nhà cửa, rồi còn công ty của em ở Việt Nam em cần phải thu xếp, sau đó thì anh sang trước và em sang sau. Vậy em yêu xa cũng thời gian khá lâu. Dạ vâng ạ. Nó nghe nè, lúc mà 3-4 năm trước là em xem Chuyện Vợ Chồng Son, vậy thì cái cột mốc 3-4 năm trước là em đã quen Hương chưa? Em quen Hương là cuối năm 2019. Thì mới đây 3 năm. Xí bây giờ mình để Hương giới thiệu đi đã nè. Hồi nãy mới có chồng giới thiệu thôi. Hương giới thiệu rồi. Không, Hương chưa giới thiệu rõ. Hương phải giới thiệu đúng cái phẩm mắt của mình cơ. Tên, tuổi, nghề nghiệp, công tác đó. Dạ vâng ạ, em làm MC, diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam. Cái đợt vừa rồi thì chị Hồng Vân cũng ra ngoài nhà hát của em để thi chương trình kịch toàn quốc. Đúng rồi, kịch nói toàn quốc. Và em có một công ty riêng làm việc về lĩnh vực tư vấn tâm lý tình cảm và thương mại. Và em thì bây giờ đang ở Hà Nội. Em có một con trai. Năm nay em 34 tuổi ạ. 34 tuổi. Dạ. Toàn bao nhiêu tuổi Toàn? Dạ em 33. 33. Đó. Rồi đó, bây giờ mới là hồi hộp vì cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè. Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu, quen nhau ở đâu, và lần đầu tiên gặp mặt nhau thì Toàn ấn tượng như vậy Hương và ngược lại? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ em. Người yêu cũ em thì người yêu cũ của em thì bọn em tìm hiểu nhau một khoảng thời gian rồi bọn em không yêu nhau nữa, thì bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata, thì em thích cái bộ môn nhảy này, thế là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí, thì em đến luôn. Thế là em đến thì em đến em thấy bạn ấy đi với một cô khác rồi, thế là em cũng chỉ đến học nhảy bình thường thôi ạ. Một người khác nhảy còn Toàn là đi bạn kia đến để học nhảy luôn. Em giới thiệu chưa đến đây về nghề nghiệp ạ? Chưa nói công việc. Em nghề nghiệp chính của em thì em làm chuyên viên phát triển phần mềm Robotic Process Automation, tức là tự động hóa trong doanh nghiệp ở bên Đức, trong một công ty cũng ở München luôn, Munich. Còn đâu cuối tuần thì em thường tổ chức những cái hoạt động nhảy nhót vui chơi cho cộng đồng người Việt ở München. Thì em dạy những bộ môn nhảy Latin như là bachata, salsa, kizomba. Nó nghe nè, cái điệu nhảy đó như thế nào anh cũng chưa hình dung ra được. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không? Trên sân khấu này. Dạ vâng. Okay. Thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Em có cần dọn dẹp sân khấu không? Dạ. Có cái này được rồi đúng không? Để được chưa? Để anh bưng bê cái này ra chút xíu nha. Để cho em nhảy. Ôi, khỏe thế. Rồi đó, để nó được rồi đúng không? Có cả nhà không? Có nhà. Nhà thì mình phải nhờ bạn nào vào YouTube nhỉ? Không cần đâu, tại vì chị nghĩ như vậy nè. Không em nhảy mà theo kiểu mà em hay dạy á, giống như là một tà tà, hai tà tà, ba tà tà, tức là vì mọi người chỉ muốn hình dung xem là cái điệu nhảy, điệu nhảy đó nó như thế nào. Vâng ạ. Thì em cũng sẽ xin phép nhảy theo cái đơn giản nhất, bởi vì là vợ em đang diêm dúa như thế này, thế là cũng không được nhiều cái động tác khó. Dạ. Đây ạ. Hay quá. Này chị đi nhảy được mà đi. Ủa, em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Nó eo quá ha. Hay quá. Xin cảm ơn hai dancer Hoàng và Hương nha. Như là biết cái chị nhảy được nè, em dìu chị được. Nó không có tay, không có lăng heo, không có bưng bê đồ quanh giống như Quyền. Trời Quyền á là nhảy mà theo kiểu mà múa đương đại á, múa đương đại á, quăng được bê này cái nọ thì em không có cửa với chị rồi. Mà sao nó nghe là chị một sao lại có cái từ lăng heo là sao? Lăng heo mà sao có lăng heo là sao? Xưa đó, hồi xưa từ ngữ ngày xưa. Lăng heo là lăng heo là giống như đưa lên băng này lên cái tay cái lăng. Trời ơi, nghĩ đó hả? Gọi lăng heo hả? Ừ, lăng xuống xong rồi bô tạo dáng. Em không có khiếu về múa, bởi không biết nhiều những cái thuật ngữ về múa. Rồi thôi để anh bưng bơ, anh bưng cái dạng hoa phong thủy vô cái. Các bạn hoa phong thủy đó. Trời ơi, khỏe quá ngươi. 8 năm nữa. Rồi, được chưa mấy em nội? Được chưa? Rồi. Ok. Chuẩn nhưng mà phải đúng. Chuẩn nhưng mà phải cần chỉnh. Rồi. Đó, tiếp tục. Ok, tiếp tục nha. Rồi, cái đó như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái thì chắc chắn là em không ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dễ nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Em có ấn tượng gì à? Anh lần đầu tiên ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay và nhìn này là biết là
biết chơi rồi đó. Nhìn em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần này, xong rồi phải có một chút nghệ thuật và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa. Trời ơi. Đúng rồi. Nhưng mà tiếc rằng cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả, mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Và đối với em thì những em rất là hâm mộ các bạn dancer. Em hát, em MC nhưng mà em nhảy không được đẹp cho lắm. Thế cho nên là em rất là tôn trọng các bạn dancer. Nếu như mà nhìn là bắt mắt đó. Nhưng mà tiếc rằng là có topping girl đi kế bên. Cái cô đi bên cạnh cô sát lắm. Đó. Sát lá cà, cô dồn kiếp rồi, dồn hết vào rồi. Hay toàn toàn cô đó là hay vậy. Cô đó thực ra chỉ là hồi đó cũng chỉ là bạn bè chơi với nhau, rồi thì khi mà đi nhảy bachata này thì hay đi giao lưu. Mình đến những cái câu lạc bộ mình nhảy rồi mình đổi đôi, mình nhảy tầm 1-2 bài rồi mình đổi, mình nhảy với người khác. Thì đây chỉ là trong cô chơi trong cùng một cái nhóm bạn khoảng tầm 3-4 người nữa. Thì em tức là đi rủ đi cùng để mà che giấu cái bẫy đặt ra cho cô này. Là sao? Chưa hiểu. Có nghĩa là em đã để ý bạn này trước. Em người yêu cũ của bạn này là học cùng em hồi cấp 3. Đợt đấy là em về Việt Nam là do em có khách hàng bên Singapore và em xin được công ty cho về Việt Nam làm việc để cho gần khách hàng hơn, dễ chăm sóc khách hàng hơn. Thì em gặp bạn và cái bộ môn bachata này em cũng rất là hay trau dồi từ những cái kiến thức bộ môn nhảy khác để đem những cái yếu tố mới vào cho nó mới mẻ và hay ho hơn. Thì bạn bạn cấp 3 này của em thì bạn học về hip hop, bạn có chuyên môn rất tốt về hip hop, thì em muốn ngồi nói chuyện với nhau cũng ôn lại kỷ niệm cũ. Thì cũng đàn ông với nhau, chắc anh Quốc Thật cũng biết là đàn ông với nhau thế nào, ngồi với nhau cũng sẽ nói chuyện đàn bà. Đấy, thì cũng hỏi với nhau về cái chuyện yêu đương này nọ, rồi thì bạn ấy cảm nhận thấy cái năng lượng của em rất là hợp với cả Hương. Và cũng nói thẳng với em luôn là Hương và bạn ấy cũng từng tìm hiểu nhau. Thế nhưng mà em cái chuyện đấy em không đặt nặng. Em nghĩ là khi mà hai người chia tay nhau thì không phải là ai có lỗi cả, chẳng qua là họ chỉ không hợp nhau thôi. Mình mà mình đến mà mình hợp thì là mình đi cùng nhau thôi, chứ cũng không có gì là to tát cả. Thì đấy, bạn ấy muốn là bạn biết là Hương thích nhảy bachata salsa, thì bạn ấy bảo là thế là buổi workshop đi đến để mà làm quen. Thì em cũng nghĩ là nếu mà bây giờ chẳng lẽ mời một mình bạn ấy đến thì bạn ấy biết ngay được cái mưu đồ của mình. Là một thầy một trò thì thế nào là các anh này lên cũng có ý đồ gì, thế là em phải gọi mấy đứa bạn bọn mày đến cùng tao đi. Để em không nói rõ ý định của em, chỉ là bạn em chỉ bảo là em muốn chia sẻ những cái kiến thức mà em học được từ bên châu Âu về bachata cho cái trình độ Việt Nam cao lên thôi. Thì các bạn ấy đến cùng em ở trong cái buổi workshop thôi. Uống nước gì? Đây là khoan, lấy chai nước. Chờ đợi xíu nha. Dạ, dạ. Điều hòa lạnh, hát vào cổ ạ. Lấy chai nước cho chị Vân nhìn cái. Kim Kim lấy cuốn sách cho chị một chút. Cất mà đi chút lên. Hoa quả hết ấm tốt hơn. Chị có ngậm mật ong không? Có mật ong á. Mật ong chanh. Chị đã hai vạch chưa? Chị đã hai vạch chưa? Bất tử. Các em, dạ. Các em đã hai vạch chưa? Em hai vạch rồi. Còn em thì ba mũi rồi. Ba mũi hả? À? Anh bốn mũi rồi nè. Mà anh vẫn hai vạch. Dạ. Nói chung là bây giờ là như là ai mà không có bị là không có kịp trend. Trend COVID. Sao xong chưa người đẹp? Chúng ta quay trở lại chương trình nhé. Rồi. Ok. Tiếp tục nha. Dạ. Rồi, như vậy là coi như là cô kia là đi theo để coi như là để lè mắt cô này thôi. Nhưng mà sau đó, sau cái buổi workshop đó, không phải, chị muốn hỏi chút xíu là em nhờ cái bạn đó đến để mà gọi là đặt để là gọi là che giấu cái cảm xúc hoặc là che giấu cái mưu đồ để mà tiếp cận bạn này. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà sao bạn đó sát dữ vậy? Bởi vì sát đến cái độ mà bây giờ Hương nó còn nhớ luôn á. Bởi vì đấy chỉ là tình cảm một phía từ bạn này với em thôi, chứ còn em đâu, em thực ra lúc đấy là là bạn kia thích em hả? Dạ vâng ạ. Có nghĩa ý chị muốn hỏi là tại vì sao em lại có thể đánh một ván bài mà 50-50 như vậy. Ví dụ như em em để ý bạn này đúng không? Vâng. Thì em phải mời một cái cô bạn mà giữa hai người không có vấn đề gì. Chứ còn lại mời một cái người đơn phương với mình như thế thì có mờ. Thì lúc đấy là các bạn em cũng hơi nhiều lựa chọn. Và vợ em lúc đấy thì cũng mới chỉ nhìn qua hình thôi thì nhìn thấy rất là người đẹp, mặt xinh, làm MC, người mẫu, diễn viên. Thì em cũng chỉ, em nghĩ là cái cơ hội của em cũng không cao. Thế nên là em, và cái bạn kia em cũng không ngờ là hôm đấy bạn ấy sát em như thế. Trời ơi, mặc đồ hở rốn nhất ở kia xong bắt đầu đứng nhảy thì cái áp sát vào ấy. Em biết không, đó là cơ hội của người ta mà nhảy là chuyên nghiệp. Phụ nữ hiểu nhau. Anh hiểu tâm lý của Toàn rồi. Em hiểu tâm lý của bạn này. Chị hiểu tâm lý của bạn kia. Em hiểu tâm lý của bạn này. Chị hiểu tâm lý của bạn kia luôn. Bạn kia đã ngầm cảm nhận được là hình như là ngày hôm đó Toàn đưa bạn này đi để làm một cái điều gì đó. Bức bình phong. Và khi mà chỉ cần thấy bạn Toàn nhìn bạn Hương thôi là phụ nữ mà người ta nhanh lắm. Người ta sẽ hiểu ra cái điều là cái đối tượng mà em nhắm không phải là bạn đó mà là bạn này. Cho nên bạn cố tình bạn làm ra một cái điều là giống như đây là vật sở hữu của tôi. Ê, nhưng mà sao ngộ nghe, ổng lựa tới lựa lui sao ổng lựa ngay cho cái người mà người ta thương ổng.
Thì sao bao nhiêu người em lựa, em lại lựa ngay cái cô đó. Em mời đi vậy em phải lựa cái đối tượng mà thì phải đối tượng dễ mời đã chứ, ít nhất là phải có cảm tình với mình mời đi thì họ mới đi, đúng không? Rất nhiều cô gái. Mà hôm đó là hơi ngay cô này đánh một ván bài hơi mạo hiểm, mạo hiểm đúng không? Đúng không? Em nghĩ lại lúc đó em cũng không để ý gì luôn mặt đến bạn ấy cả. Em chỉ thấy tôn trọng bạn ấy vì bạn ấy nhảy đẹp thôi. Thì đó thì ý chị nói là nếu như là chị hoặc là em nói em cảm thấy là ớ thế mà đã có người yêu rồi thì thôi. Tôi vẫn có cô đấy. Đúng rồi, tôi nghĩ là bạn này ấy, bạn này sẽ bị gọi là nhưng mà mạo hiểm quá. Mạo hiểm quá. Đó. Em thôi, không biết nữa trời. Thôi bây giờ cái đó là cái việc trong cái buổi workshop. Nhưng mà sau cái buổi workshop đó rồi thì chắc chắn phải một trong hai người phải có người chủ động coi như làm quen, nhắn tin, hẹn hò thì đó là ai? Thì sau khi em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi và vợ em là cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế toàn dắt theo một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Đấy. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp, lửa nó cứ như là 500 V nó đúng không? Ấm ỉ, nó chảy rần rần máu của em cứ dồn lên não. Hắc người luôn đó. Nhìn vào đôi mắt cái xuống sáng này đúng không? Đẹp quá. Đẹp, đẹp. Anh Thuận cũng vậy nè. Rồi như vậy. Anh ngỡ là anh yêu chị Thúy Nga. Đúng không? Suốt ngày hoài vậy. Suốt ngày bạn cứ nói tôi yêu Thúy Nga hoài vậy. Chương trình nào cũng yêu Thúy Nga. Khi gặp Liên vợ của mình thì ảnh mới ngộ ra là cái điện của Liên với điện của ảnh mới là cái điện với nhau. Mới trùng đúng không? Thúy Nga. Là điện, bị nghịch điện. Hai cái điện đó nó không ấy. Hoài vậy. Thấy nó nghe nè. Vậy là chắc chắn nha. Anh xí lận là về là em phải tìm mọi cách để mà em kết nối với cô gái này. Dạ vâng, thì bọn em trao đổi Facebook ngay với nhau và ngay tại cái buổi sau buổi workshop đó. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê em làm việc, em chỉ có cái laptop với cả cần mạng em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy là biết cái ngành của em nó khá là lạ và muốn tìm hiểu xem. Vợ em có cái tính cách rất hay là rất ham học hỏi và lúc đấy là cũng là có muốn mở công ty rồi là tìm hiểu rất nhiều thứ, những gì mà có thể giúp cho doanh nghiệp là vợ em muốn học hỏi. Tức là lúc đấy là muốn gặp em với không phải tư cách là vì thích nhau hay là có tình cảm nam nữ gì cả mà đơn giản chỉ là muốn trao đổi với em học hỏi thôi. Rồi sau đó mình có trò chuyện gì ngoài cái việc là tình cảm riêng tư không? Em hỏi bạn Hương, em phải hỏi bạn Hương. Thế thì sau lần thứ làm việc về công việc lần thứ mấy á, sau khi làm công việc thì em có một cảm giác lạ nó khác về công việc đối với bạn này, đối với bạn Toàn? Thì em khi mà em là một người em hoạt động nghệ thuật á, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thì cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nay bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em một tuổi. Thế cho em đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi mà bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em phải đi training dạy đào tạo người mẫu cho công ty Samsung. Thì nó rất là xa, thì em nói là tớ có khoảng hơn một tiếng ngồi nói chuyện với cậu về cái việc này. Thì khi đến ngồi nói chuyện thì mày nói chuyện quá, thì là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Thì là em cũng hỏi, không biết, em tưởng là cái mùi nước hoa đấy của một người khác dùng. Thế em là, này cậu cũng biết cái mùi nước hoa này, cái người kia là cái mùi nào không? Thế đến một hồi rồi thì quay, thế bạn kia bạn đi thì vẫn còn mùi. Thế là em mới quay ra, cái mùi của cậu. À, thế sau đó thì xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa bạn mua bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn ấy đi bộ về nhà và em nhìn thấy là một người đàn ông, bạn này rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm, vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này. Bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều, bọn em phải nói chuyện với nhau liên tục đến cả hơn tháng. Bạn ấy còn đi Sài Gòn, đi nhiều nơi nói chuyện. Thì em chỉ coi bạn là một người bạn thôi. Đến lúc thì tự không nói chuyện thì nhớ nhớ. Nhớ, sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô hôm ấy đi cùng là như thế nào. Giờ mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn, để nếu như mà em thấy còn lằng ngoằng em sẽ không dính dáng gì cả. Nhưng mà là chỉ là bạn bè thôi. Thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Sao em biết chứ? Biết từ khi nào? Thì ngay từ lúc mà bạn em giới thiệu về Hương. Cho em xem Facebook rồi cũng nói chuyện, nói qua về Hương cũng có con rồi. Nhưng mà em thì là trai tân đúng không? Cái mặt đơn thân là có dính líu gì tới cái người bạn, người yêu cũ không? Không. Hay là... Tức là em là có nhiều tổn thương lắm. Em yêu lúc 19 tuổi, sau đó đến năm 21 tuổi em có bầu nhưng em không cưới, em nuôi con một mình. Và đối với cái cuộc tình của cái bạn mà trước khi quen anh Toàn thì là em cũng buồn rất là nhiều rồi. Thế cho nên là gần như là em đóng lòng mình lại. Và đó chính là vì cái câu chuyện đó là chính là lý do mà em thất tình nhiều quá, em muốn trở thành một chuyên gia tâm lý tình cảm là vì như vậy. Thế thì là bọn em trao đổi nói chuyện nhiều với nhau nhưng mà
anh Toàn lại có, sau khi mà nói chuyện với em thì anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố, và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em muốn cho anh ấy một cơ hội. Nhưng mà em vẫn phải xem là cái người đàn ông này sẽ có những hành xử như thế nào. Em vẫn âm thầm quan sát rồi nhìn cái cách anh đối xử với mẹ của anh ấy, nhìn cách anh đối xử với những người xung quanh, và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Đã đến rồi, đúng không? Nhưng mà có bao giờ em tâm sự với con trai em về Toàn không? Em hỏi con thấy chú Toàn sao, hay là bố Toàn sao, hay là bác Toàn sao? Em có hỏi con trai em không? Bọn em thì Khang vẫn gọi là chú. Bọn em rất là tôn trọng con vì điều đấy. Em rất yêu con này. Đối với em thì những cái người mà trước đây quen đó, em sẽ nhìn cách họ đối xử với con em. Chỉ cần họ có một cái, có nhiều người là họ lấy lòng em bằng cách lấy lòng con em nhìn em biết luôn. Cho nên là em bị tổn thương, và em không muốn những cái mối tình của em nó làm tổn thương con của em. Cho nên em quan sát rất là kỹ và em hay nói chuyện với con em, bởi vì là đi ra ngoài đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, để xem là con em thì nó rất là rõ ràng, nó không quen nịnh phỉnh ai cả, ai nó ghét hay nó yêu là nó thì rất là rõ ràng. Thì con em nói là rất là thích chú, bởi vì là khi mà mới quen á thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau, thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng, và ví dụ như nó hỏng hẳn đi mình thay mới, nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ, ví dụ như là cái núm cửa đó. Em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra, là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Thì là khi mà quen anh Toàn thì là, mà nhà em thì nhà chung cư cao cấp, không có ai được tự vào đâu. Mà muốn vào trong nhà em là phải có sự cho phép của em, bảo vệ mới cho lên. Thế mà nhà em ở tầng 22, mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn bởi vì em làm việc về khuya mà. Thì sáng 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch, xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí dủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt kiều này kỳ lạ ta, sao lại biết làm cái mấy cái việc này. Bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi ngày rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em người đó người lạ ta, nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm em khi mà em chơi là quen ai em sẽ quan sát rất kỹ họ, thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Như vậy là anh ấy đã ghi điểm tuyệt đối cho mắt em lúc đó rồi. Nhưng mà lúc đó không, là đã yêu nhau chưa? Bây giờ không, bây giờ chị lại muốn hỏi Toàn một chút xíu. Em có thể nói một chút xíu cảm nhận ngay bây giờ cái tình cảm của em với con của Hương. Em cả bé Khang là con của Hương, thì em cả Khang vẫn gọi nhau là chú cháu. Thì nó không làm bớt đi cái tình cảm nếu mà thay vì gọi nhau là bố con. Bởi vì là đối với em, Khang cũng là một người bạn và là người mà vợ em yêu. Chứ em không nhìn Khang như là một gánh nặng hay là bắt buộc là phải đối xử như con. Mà em, kể cả vợ em cũng thấy gia đình em đồng hành cả con trai là giống như là một người bạn. Và luôn luôn là hỗ trợ nhưng mà khuyến khích, không bao giờ là áp đặt gì cả. Đấy, thì tức là nhà em giống như một ngôi nhà đó, em là mái. Chồng em là cột, con em là sàn nhà. Là bây giờ là bao nhiêu năm rồi hai chú cháu đồng hành với nhau là? Là từ cuối năm 2019 đấy luôn. Thì cũng được may cái là khi mà hai chú cháu gặp gỡ nói chuyện với nhau thì cậu bé rất là thông minh. Lúc là Khang là mấy tuổi ta? Năm nay là Khang 14 tuổi rồi. Ồ, lớn quá rồi. Đó, như vậy nhưng mà cái lúc mà gặp Toàn á là Khang còn bé, dạ, có 10 tuổi đúng không? Nhưng mà đến bao lâu thì các em mới chính thức là quen nhau? Thì em đợt đấy em về là khách hàng ở Singapore, xong em về công tác thì cũng là phải quay lại ngay về đầu năm 2020. Thế là giữa khi mà qua năm mới thì em thì mình sẽ có cái ngày nghỉ phép mới. Thì lúc đấy em cũng phân vân là em xem lại cảm xúc của mình với cô này. Thì em tín hiệu em nhận từ cô này em cũng theo đuổi nhiều, nhưng mà tín hiệu nhận từ cô này lại không nhiều. Em liều em hỏi thẳng luôn. Không, lúc đó là đã sửa cửa, như là sửa cửa rồi đem mà vẫn chưa có tín hiệu gì hết. Không tín hiệu nhiều. Có nhưng mà không nhiều. Không nhiều đúng không? Nhiều. Nên mình cũng cảm thấy là trước đấy em khá là quen được phụ nữ quan tâm và phụ nữ chủ động tấn công em. Đấy. Mà cô này thì chưa có. Thế là một phần là cái bạn mà léo đéo theo em kia là em thì coi như là một cái đuôi của em và em quen với việc đó rồi. Đấy. Bởi vì là cái môi trường của em là khi mà sau khi đi nhảy nhót các thứ là động chạm nhiều rồi, nhảy rất là quyến rũ rồi khêu gợi đi luôn. Đấy thì là cái việc mà em có nhiều bạn nữ mà hâm mộ. Chủ động hấp dẫn giới tính chị. Hấp dẫn giới tính là nhiều và em quen. Mà. Tức là em bị chiều hư đấy. Thì em lại không nhận được gì nhiều từ cô này. Thế lúc em mới thắc mắc, em hỏi thẳng luôn. Thế bây giờ cậu tình cảm của cậu đối với tớ thì như thế nào, cậu nói cho tớ biết để tớ còn quyết định là có tiếp tục ở lại Việt Nam nữa hay không, để xin nốt nghỉ phép nữa hay không, bởi vì là khách hàng tớ cũng làm xong cái dự án đấy rồi, tớ phải quay lại Đức nữa. Có tình thắng luôn đó, rung động, em có rung động rồi, thế nhưng mà cũng vẫn còn đang bối rối. Thế nào?
Thế xong sao? Bạn ấy hỏi em là cậu có thể là lý do để tớ ở lại Việt Nam một tháng nữa không? Thì em thấy còn trẻ, em có tình cảm, em có ấn tượng rất là tốt. Còn trẻ, với thứ hai nữa là em cũng chưa biết nhiều về bạn này. Và có một cái điều em không thích, đó là em đã phát triển sự nghiệp của em ở Việt Nam rồi. Và ở cái tuổi này rồi, bây giờ mà quen một người bên nước ngoài ở xa nhau, xong rồi lại em lại phải sang bên đó là điều em không muốn. Có rất là nhiều người đề nghị em đi nước ngoài nhưng em không đi. Thế thì cho nên là khi mà bạn nói như vậy thì em chỉ cười, em chỉ nói rằng là nếu mà cậu ở lại Việt Nam thì bọn mình đi chơi. Thế thôi, chứ em cũng không nói gì hơn, vì em cũng muốn xem là người đàn ông này sẽ thể hiện như thế nào nữa. Và sau đó thì là đến kể từ lúc đó đến bao lâu thì hai bạn lại là chính thức yêu nhau, chính thức là của nhau? Kể từ lúc đó thì đến lúc mà em đã quyết định là em sẽ xin nghỉ phép lại thêm 2 tuần nữa để ở lại đi chơi bạn này vào năm 2020. Thì sau đó là dịch diễn ra, dịch Covid bắt đầu xảy ra thì em lại phải quay lại Đức. Thì lúc đó cái cảm giác xung động của em đối với bạn này nó vẫn chưa thực sự là đủ lớn để mà em gắn bó với cả người phụ nữ này. Thế nhưng mà em cũng quay lại những gọi là gọi nào nhỉ, trước khi quen vợ em này cũng có là gọi là friend benefit với cả một người phụ nữ Đức đã cũng đã có 2 con rồi. Hơn bao nhiêu tuổi đã? Hơn em cũng tầm 3-4 tuổi gì đấy. Có năng khiếu làm phi công chị ạ? thế nhưng mà cũng so với những người phụ nữ khác mà em đã quen thì vợ em rất là đặc biệt. Em thấy những cái tố chất đấy và em nghĩ là kiểu sống chết thế nào mình cũng sẽ phải về lần nữa. Và em đã lại xin những cái ngày nghỉ phép của công ty, xong rồi là tranh thủ những cái lúc nào mà có dự án ở Đông Nam Á này là em cũng xin về. Và tổng cộng từ đó đến giờ là do dịch là mình phải cách ly. Trước cái thời điểm mà nó xóa bỏ cách ly từ người nước ngoài về rồi thì em phải đi cách ly 3 lần. Và bạn em cũng gọi đùa em là đại sứ cách ly luôn, tức là ba miền, miền Nam cũng đi cách ly rồi, miền Bắc thì em đi cách ly ở Hải Dương, cách lần cách ly thứ hai là ở Cần Thơ, lần cách ly thứ ba thì ở Nha Trang. Mà cái lần ở Nha Trang nó còn chả còn chuyến bay nào nó về lại Hà Nội nữa, là em phải đi xe khách. Đi xe khách từ Nha Trang ra Hà Nội. Hơn 2000 cây ha. Mệt nói chung là. Rồi cái đợt mà các bạn em thì ở Đức, còn em thì ở Hà Nội, yêu xa như vậy thì nó có những cái khó khăn, có những cái trở ngại gì không? Thì chắc chắn là những cái mà ngày lễ, ngày Tết rồi những cái dịp mà dành cho nhau thì bọn em đều một mình. Chồng em rất là tủi thân, em thì hay động viên. Còn đối với em thì em đã một mình từ rất lâu rồi. Và em có cái đam mê, bởi vì cái thời điểm mà khi em quen này em đang tập trung trong lĩnh vực tâm lý để trở thành master. Em học nhiều lắm. Rồi em lại còn tập trung viết sách, là em mà cuối năm 2020 là em ra mắt cuốn sách, tức là em có rất là nhiều việc em phải làm, cho nên là em muốn tập trung và em làm tốt bản thân của mình. Và đặc biệt là sau nhiều cuộc tình em đã bị tổn thương rồi, em cũng đã yêu hết mình, và những người đến với em thì ban đầu họ cũng nồng nhiệt lắm, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì họ lại nhạt đi. Thế cho nên là em vẫn cứ yêu bọn em, vẫn cứ động viên nhau. Thế nhưng mà em chỉ biết rằng là em sẽ dành tình cảm cho anh ấy một cách chân thành thôi. Thế còn đâu những cái chuyện mà phải vượt qua thì anh cũng đã sống một mình nhiều năm rồi. Còn em cũng như vậy, nếu như có thể vượt qua được mà có thể để hòa hợp được với nhau thì nó sẽ tốt. Còn nếu không thì coi như là một thử thách. Thế còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi. Mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em thì mẹ em lúc đầu cũng phản đối, và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến cái nỗi như thế nào ta? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? Chưa đúng không? Bây giờ là hai đứa vẫn đang gọi là chăm bón cho cái mầm non mà đang có là bé Khang hả bé? Dạ đúng rồi, bé Khang. Mà giờ bà nội cũng rất là yêu bé Khang luôn. Dạ, thì cái bà nội đã có cháu ngoại chưa? Chưa. Anh toàn là con trai lớn ạ. Thì đó thì chị mới hỏi là bây giờ em gái của em là chưa có gia đình. Em gái em kém em tận 10 tuổi thôi, vẫn còn đang đi học. Vậy quá đó trẻ. Vậy là mẹ cũng còn trẻ hả? Không, nhưng mà bây giờ tới cái phần của Hương á, cái khoảng thời gian mà khi mà em biết được việc mà Toàn mà bị mẹ đuổi đi như vậy đó, thì lúc đó em có hiểu được cái tâm lý và hiểu được cái hoàn cảnh của Toàn. Thì em khi mà mẹ anh ấy, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, vì em đã nhiều lần bị như vậy trong những cuộc tình trước rồi. Thế nhưng mà sau này thì khi mà em cân bằng rồi và em có kiến thức về tâm lý, thì em đặt em vào vị trí của mẹ, thì một người mẹ yêu con mình và nuôi con một mình thì luôn luôn mong con mình những điều tốt đẹp thôi. Thì những cái phản ứng của mẹ là một phản ứng rất là bình thường của một người mẹ, và em nói với anh Toàn là những phản ứng của mẹ là em rất là hiểu. Và nếu như em là mẹ em cũng như vậy, cho con mình đi ăn học xong rồi có bao nhiêu dành hết cho con mình, tự yên về Việt Nam mà ở nhà là họ hàng làm mối cho Toàn, những cô phải là hợp tuổi, 94, 96 á, là hợp tuổi rồi xinh đẹp, rồi cũng có học thức trẻ trung đấy, thì đang làm mối cho rất nhiều cô. Em còn bảo anh Toàn là cứ nghe lời mẹ đi, gặp các cô ấy đi. Đấy, thế nhưng mà bởi vì em hiểu những tâm lý của mẹ, cho nên em không, em có buồn một chút nhưng mà em không đặt không tự ái. Em không tự ái, bởi em hiểu cái điều đó. Em hiểu mẹ anh ấy được quyền như vậy. Tuy nhiên thì em nói với mẹ là em hiểu tại sao mẹ như vậy, nhưng mà những cái nỗi lo của mẹ nó sẽ không đến với em, vì mẹ em sợ rằng là em lợi dụng anh ấy này rồi anh ấy sẽ khổ khi quen em này. Nói chung là mẹ thì lo như vậy, nhưng mà em nói là
em không phải là như vậy. Tức là em gặp mẹ luôn. Em có gặp mẹ em thuyết phục không? Không, em không làm như vậy, em tôn trọng bác. Bởi vì nếu như em càng đon đả, em càng cố gắng làm hòa thì nó sẽ dẫn ra hai cái xu hướng. Cái xu hướng thứ nhất đó là bác ấy sẽ hiểu em sang một cái nghĩa khía cạnh khác. Bác sẽ tức là bác ấy sẽ, ví dụ như em sẽ thay đổi mình, em sẽ trở thành một cái cô gái mà nghe lời hay cố gắng thể hiện là bác ơi con xứng đáng là con dâu của bác như này. Thì nếu mà làm như vậy thì sau này nó sẽ không có tốt. Đấy, còn nếu như mà em chỉ quan tâm đủ thôi, những cái kết nối có thể chia sẻ như là ngày lễ, ngày Tết hoặc là những cái việc gì mà khi mà anh Toàn ở xa không lo được cho mẹ thì em thay anh Toàn làm. Đấy, tuy nhiên thì em muốn để cho cái tình cảm của bác nó phát triển dần dần. Bởi vì em tin rằng em là một cô gái tốt và em cũng chủ động cuộc sống của mình rồi, em rất là tự tin. Và điều thật ra đối với em cái điều quan trọng là con trai của mẹ lớn như thế nào rồi. Vì khi mà quen em thì anh Toàn vẫn còn rất là nhiều kỹ năng mà chưa trưởng thành. Thế là nhưng mà em nói với mẹ rằng nếu như thực sự anh yêu em thì anh hãy thì mình cứ yêu nhau đi, bởi vì cái điều thực sự mà mẹ cần đó là cái cuộc sống hạnh phúc của con mình. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái cột mốc nào làm cho mẹ em yêu mến bạn này? Giống như mưa dầm thấm lâu nhưng mà không là mưa dầm thấm lâu chứ dạ. Không có một cái sự kiện hay là một cột mốc nào cụ thể. Mẹ anh Toàn nhìn anh Toàn yêu em. Thì thường thường là khi mà người ta sẽ nhìn cái cách mà người đàn ông yêu người phụ nữ và người ta yêu dần dần, thì anh Toàn anh yêu em xong anh thay đổi, anh ấy trưởng thành hơn, anh ấy có trách nhiệm hơn, anh ấy biết chia sẻ, biết lắng nghe mẹ hơn. Thì em đều phải hướng dẫn anh ấy những cái cách để có thể kết nối được với mẹ, làm cho mẹ không buồn. Ok, như vậy thì chắc chắn là mẹ sẽ hoàn toàn là sẽ có cảm tình với em và sẽ chấp nhận thôi. Biết sao mà chị hỏi không? Tại vì nhân cái chuyện của em á, chị muốn chia sẻ một chút với những cái bạn mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy, những cặp đôi mà các bạn ở trong hoàn cảnh như vậy. Như là bạn Hương mà nói một câu rất là hay, tức là cái người mẹ hoặc người cha sẽ nhìn vào cái cách yêu của con trai mình và cái gọi là cái sự hạnh phúc của con mình, không phải cái cách cư xử và cái cách sống của con trai mình ở thời điểm đó, thì sẽ biết được là cái người phụ nữ kia tác động như thế nào đối với con mình. Thì là bật mí cho các bạn nam nè, ví dụ cái thời điểm đó khi mà mẹ cấm cản mình đến với cái người con gái đó, thì khi cái nhận lại của mẹ là cái gì? Không phải là cái sự mà dằn vặt giận dỗi mẹ hoặc là cấu gắt với mẹ hay là đương đầu với mẹ với cha để mà bỏ đi này cái nọ, mà phải là sao tự nhiên thấy cái thời điểm đó con trai mình quan tâm mình hơn, biết lo cho mẹ cho cha hơn, biết chia sẻ với mẹ, rồi tự nhiên thành một con người rất là tích cực trong mọi công việc và đối xử với mọi người xung quanh rất là nhân hậu. Thì tự nhiên mẹ sẽ có cách nhìn khác và thay đổi với cái người bạn gái của mình. Cho nên đó là một cái bí quyết cho cả người con gái và người con trai các bạn đối xử với nhau như thế nào để mà có thể chinh phục được phụ huynh đó. Thì thông qua câu chuyện của các bạn á, thì là muốn chia sẻ một chút cái điểm nhấn đó, em có nhận không? Thì lúc đó nếu mà Toàn á, Hương lại cứ chì chiết với Toàn là anh phải chọn giữa mẹ với em, mẹ là bây giờ anh ở với ai, anh ở với em chứ phải ở với mẹ đâu đó, rồi bắt đầu Toàn sẽ bị tiêu cực dần dần á. Rồi là anh nghĩ coi mẹ mà cứ vậy làm sao em sống được, tụi mình chia tay đi, ví dụ vậy. Là chết liền, là Toàn sẽ tiêu cực với mẹ và lúc đó là mẹ sẽ cảm nhận được đúng vậy. Con bé này không mang năng lượng tích cực cho con trai mình. Đó, đó là cái kinh nghiệm đúng không em? Mà nãy Hương có nói là khi mà nhìn thấy Toàn trưởng thành hơn, thương hơn thì hoàn toàn là cái chuyện là chấp nhận em là điều hiển nhiên rồi. Dạ, kể tốt về nhau nhiều quá bây giờ không biết có tật xấu gì không. Khoan, bây giờ là các bạn đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Bọn em chân thành với nhau ngay từ đầu, tức là bọn em sẽ cho nhau thấy những cái điểm mạnh và điểm yếu nhau từ trong quá trình hẹn hò rồi. Thế là những cái tật xấu, nói điểm yếu đi, mình không có mình cần là cần những điểm yếu đó. Đó chưa mạnh đó. thì em thì hơi bề bộn xíu. Không, em phải nói về Toàn và Toàn sẽ nói về em. Đây, một fan của vợ chồng Son. Chắc là em cũng biết là cái phần đặc sản của chương trình mình ở đâu đúng không? Ngon lành nhất. Nhưng mà cái người biết rồi thôi, bây giờ cái người biết rồi thì người nói trước đi. Cái đặc xấu của cô ấy là gì? Đúng rồi. Thì vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong rồi váy viết các thứ đẹp lắm, thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để, thì em đóng hẳn ra luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm đấy chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không ghế lên hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi đấy, xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lật lên lại cho lại vào, xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá, đồ vô số kể, chưa được ngăn nắp. Thế mà nói về cái điểm yếu này là chưa được ngăn nắp lắm và chưa hợp lý lắm trong cái vấn đề gọi là bày biện cái không gian phòng ngủ, như phòng trang điểm. Chưa ngăn nắp cũng có thể gọi là yếu đó. Chưa đáng yêu. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em ạ. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn, là sẽ đến làm công việc đến khá muộn, ít nhất phải 11 12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9 10 giờ đi ngủ, xong rồi 4 rưỡi 5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn.
Thế nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em cũng khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng rồi em ngủ đến tận 10 giờ à 2 giờ đêm 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không thì cái này là chị theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này. Không vấn đề gì. Rồi còn điểm nào nữa? Còn đâu thì em thấy vợ em rất là hoàn hảo rồi. Không dám kể nhiều đâu. Không phải đâu chị. Không dám kể nhiều. Hỏi bây giờ đang yêu xa mà kể nhiều rồi giận hờn rồi làm chính sao? Vì yêu xa em mới nhớ tới cái chuyện này, là không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Tại vì em ở bên Đức, bên kia có tiếp xúc rất nhiều với các không biết không tưởng tượng lúc nào đó. Lúc Hương nó ghen sao ha. Dạ sao thì có ghen em không? Đấy em cũng tò mò không biết vợ em ghen như thế nào, thế là em kể cho vợ em, thế là vợ em cho thử một lần xem cho biết lúc vợ ghen sẽ như thế nào. Rồi em trừ em không bao giờ dám. Sao kể đi, kể đi toàn kể đi. Bởi vì là vợ em không ghen. Vợ em luôn thể hiện cái sự tin tưởng của em, và bản thân là khi mà vợ em cũng là người trong giới khiêu vũ đi nhảy rồi thì cũng biết được là khi mà nhảy xong một bài là mình sẽ trở thành bạn bè với nhau chứ không phải là nhảy lại yêu nhau. Đấy thế nên là vợ em tin tưởng cái điều đó. Duy chỉ có một điều là vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau, thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy cũng lại nói đùa, không biết là vợ mà ghen thì sao nhỉ, tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà nè, có khi nào em lỡ FaceTime cho chồng mà đúng lúc ổng đang dạy nhảy, nguyên tập nhảy cho một cô gái trong phòng? Chồng em thì luôn luôn kiểu muốn em an tâm ấy, cho nên là bất cứ lúc nào mà em muốn anh ấy cũng sẵn sàng luôn. Nhưng mà em thì bận, và thứ hai nữa là em tôn trọng không gian riêng, vì bản thân em cũng cần tự do rất là nhiều. Và em rất là tin tưởng anh ấy, em rất là tin tưởng anh ấy, em ủng hộ anh ấy trong cái đam mê nhảy của anh ấy. Và đối với em thì nếu như em đã tin như vậy mà không thấy cho em, không trao cho em cái niềm tin là em bỏ luôn ạ. À. Em rất là rõ ràng luôn, bởi vì em đã tin là em tin đến chết, nhưng mà khi đã em không tin thì không bao giờ em sống được với cái người đó. Có nghĩa là vợ là không ghen nhưng mà chỉ đề ra một số nguyên tắc bất di bất dịch. Thì làm sao mà cho em ví dụ như là không được tập nhảy trong phòng riêng. Đúng rồi, nam nữ không được tập trong phòng kín nhà riêng. Nhưng mà nam nữ là không đi chơi riêng. Đó. Nhưng mà kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đúng không? Vâng, đi nhảy là trước khi kể cả về Việt Nam mẹ hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ anh đi nhá, đây nhẫn anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy. À cái hôm đấy em suy luận ra là anh ấy đi nhảy xong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo toàn ấy mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không? Thế xong bắt đầu là em xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Có đeo, bước ra đường là phải đeo nhẫn. Em nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn. Sợ tiếc cái viên đá này nó mất thì tiếc quá. Anh ấy cẩn thận. Thế nhưng mà em không nói gì luôn, bởi vì em thật ra khi mà em biết là khi mà em nói em sẽ nói rất ghê. Chị biết là MC rồi, nhưng em nói rất lý. Là cô giáo tâm em lý. Nói rất là ghê, thế cho nên là em sẽ không nói gì cả. Và em cũng để cho anh cái khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm ấy nó xảy ra cái điều như nào. Thì em không nói gì. Nhưng một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt vào chân anh ấy, nó tím xịu luôn. Cái này thì anh đánh vào người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi vợ. Trời ơi, nhìn em buồn cười. Em như thế cho kinh chị ạ. Tại xa lúc này đang ở xa đúng không? Hai đứa ở đây bên kia. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Sẵn kể luôn đó. Đó, thật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc, hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng rồi. Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Đó. Tật xấu nữa là ăn quà vặt. Như mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quà vặt. Ăn quà vặt sung sướng lắm em. Ăn quà vặt. Trời ơi, em đồng minh rồi. Trời ơi, em đồng minh rồi. Chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5-6 bữa vặt vãnh đi. Anh cũng vậy. Sung sướng lắm. Thế à? Anh ăn mà thậm chí anh ăn mà bỏ cơm được luôn. Thôi. Em một mình rồi, 1331. Chứ anh, ví dụ như lắm, cuộc đời mong manh lắm em ơi. Anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là, ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này. Xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè. Xong bắt đầu là những cái quả nhỏ đó. Xong rồi em nhìn anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên anh để mỗi nơi một tí. Mỗi nơi một tí xong khi nào. Vâng, nhưng mà em nhìn thấy rồi nha, em để xem nhá. Đi khoảng 30 phút sau, nhóng một phát thì cái miếng cơm cháy mất rồi. Mà nó to như này, tím mất luôn. Xong rồi đến lúc nhóng một phát thì lại thấy đệ đang vừa đi vừa cho bánh bông lan vào mồm. Xong bắt đầu nhóng một phát nữa thì em đang ngủ ở trong phòng, nghe cái cách một phát là em biết là đang cắn hạt dưa. Mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ đó anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm em việc mà sao? Em thì em quen làm việc trật tự rồi mà em ăn cực kỳ là chỉnh chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm. Vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho. Cắn hạt dưa nhiều cái mày nó rơi vào họng nó bị ho đó. Thế xong bắt đầu là cứ em không cho ăn thì bắt đầu ăn vụng ăn trộm. Mà cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách mà em thính như nào mà em ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo
xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy, mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, mẹ đổ cho mẹ. Có nghiện hạt dưa. Thế xong mỗi lần mà anh ăn nhiều á thì là mỗi lần mà anh đi vệ sinh á thì mở cửa ra. Sợ. Rồi anh hiểu rồi. Nói như thế đã hiểu rồi. Không thì bây giờ mình vô nhiều thì mình phải ra. Đó. Nhưng mà trước khi đi vô toilet thì có những cái phản ứng hóa học tạo tiếng vang. À đó đó đó, cái xấu nữa là cái hồi đầu quen em thì rất là thơm tho, rất là kiểu mùi rất là mùi sữa đúng không? Đó. Xong đến bây giờ nó còn cái trò như tối qua là em đang ở trong nhà vệ sinh, ông ấy chui vào trong nhà vệ sinh, ông trùng mông vào, ông ấy hưng phát ra đóng cửa chạy ra ngoài. Nhưng mà vui luôn mà. Thôi đang yêu cô ấy đâu, cô ấy đâu có rượt em đâu. Em có làm chí chóe rồi. Em có làm điều đó với những người phụ nữ khác đâu, cô ấy là người đặc biệt em mới làm chứ. Đó mọi người vẫn nghe chưa? Ơi. Rồi bây giờ sao nè, có muốn toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Em chỉ thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Mà con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có ba người bao giờ cũng vui hơn nhà có hai người. Nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút, đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lặp á. Dạ, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Xả nó ra. Dạ, xả hoặc là xả ra hoặc là sao, đừng có mang vào nặng lòng. Nhưng mà thực ra Toàn biết em khó lắm. Dạ. Khó lắm. Tại vì đó là những cái chất liệu để mà bạn ấy nuôi tiếp cái công việc của bạn. Thực ra nếu mà là một cái người mà như cái mong muốn của em á thì bạn sẽ rất là dễ thui chột cái điều bạn đang đeo đuổi. Nó khổ vậy đó. Khi mà mình lặn vô, mình chiêm nghiệm thì thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Dạ. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu. Dạ. Rồi sau đó là em phải thôi. Dạ. Em phải delete liền mới được. Đó, dạ. Theo chị là như vậy. Ok. Nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ. Như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình. Đúng không? Dạ. Ồ. Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì bây giờ muốn nghe Hương hát nè. Dạ. Hương hát. Muốn nghe Hương hát. Bây giờ giá như ai biết đàn. Em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là biết nhảy cái đàn á. Đàn hát đàn. Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ nếu vậy thì giờ Toàn đờ Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn bài chương trình đi. Xin phép tặng okay. Một bài ạ. Đó, rồi. Hay quá. Rồi xin mời anh Kim mang một cái đàn guitar lên sân khấu nhé. Yeah. Ok. Cảm ơn ạ. Nó rất là kỷ niệm đúng không Toàn? Dạ. Trong một cái chương trình em yêu mến và được ngồi trên chiếc ghế này. Mà bây giờ lại là em sát nhau mà em chưa bao giờ ngồi xa nhau thế này. Sát nhau là bị chồng hình. Bị chồng hình. Đó, thành ra. Nhưng mà em có quyền đứng lên. Okay. Hương đứng sau lưng Toàn hay gì đó, nếu miễn là tốt nhất có thể để cho tụi em truyền cảm xúc cho nhau. Dạ. Chương trình cứ làm nào để vợ em góc được đẹp nhất còn đó, em. Đó, Hương đứng sau lưng Toàn đó. Hương. Đó. Thật là hay. Đây nè, đó, trung tâm sân khấu hát luôn. Đây có thể gọi là một ca khúc nghe mà tặng cho nhau. Và đặc biệt là rất là ngày mai xa nhau đó, kỷ niệm, rất kỷ niệm là bởi vì các bạn ngày mai là các bạn xa nhau. Lại sao yêu xa là dự kiến là thời gian bao lâu? Em chắc là khoảng tháng 7, tháng 8 em mới xong được công việc. Là mấy tháng đấy, mấy tháng sau, mấy tháng trời đó. Rồi bây giờ mời các em. Bài hát này dành tặng cho chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và các bạn. Có nghĩa là chắc là không có bi lụy gì đâu. Tại tặng cho chị em mình là phải vui lắm, lãng mạn đó. Môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mà mong em muốn được cùng anh lên miền Nam, mình sẽ sống những ngày hai năm nắng sẽ không giờ là lấy sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu mà trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ, chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển sẽ sống những ngày hạnh nhung nắng dưới mong giờ là lời sẽ nói yêu nhau mãi nói những lời...
mình sẽ sớm những ngày nhung nắng dưới bóng dù là lời sẽ nói yêu em mãi. Những lời yêu thương ta từ lâu mắc trong lòng hoài, ta muốn được cùng nhau đến vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày nhung nắng dưới bóng dù là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu mắc trong lòng hoài. Cảm ơn hai em nha. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn tụi em nhiều lắm. Anh cũng muốn hai em sẽ cùng nhau đi về Đức ha, và dạ, sẽ có một cuộc sống thật là viên mãn, thật là hạnh phúc nha, dạ, bền chặt với nhau ha. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Xong. Cảm ơn chị ạ. Rồi.